chào các bạn nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để xác định một cái iPhone 7 nó bị mất nguồn do cắm sạc qua đây mất nguồn cắm sạc xe hơi mất nguồn hoặc là đang xài tự nhiên mất nguồn các bạn ha thì mà để biết được một cái máy mà nó mất nguồn do đâu thì việc đầu tiên chúng ta sẽ khai thác thông tin từ người khách hàng có nghĩa là chúng ta sẽ hỏi họ là tại sao mất nguồn có rơi nước hoặc là có rớt đất hoặc là như thế nào không cắm sạc xe hơi hoặc là cắm cái củ cái củ sạc linh kiện á không có um, ổn định cái điện áp nên nó gây ra mất nguồn thì thường nếu mà ở những cái tình trạng đó thì nó sẽ có hai trường hợp một đó là cái men nó sẽ bị chạm chạm áp sẽ cấp bậc một chạm áp sẽ cấp bậc hai hoặc là nó sẽ bị lỗi của IC USB ha thì để muốn biết cái điều nó bị chạm hoặc là bị lỗi IC USB chúng ta sẽ dựa vào cái máy cấp nguồn thì cái clip mà hướng dẫn máy cấp nguồn thì mình sẽ làm cái video clip căn bản trong cái clip mình hướng dẫn các bạn sử dụng ha rồi thì cái iPhone 7 đây các bạn sẽ chỉnh đầu tiên cái máy cấp nguồn chúng ta sẽ chỉnh nó hang đo là cái thang điện áp là 4V đúng không? Là bằng điện áp cục pin 3.7 đến 4V. Các bạn gắn vào các bạn thấy không? Kim dòng nó sụp lên, sụp về, sụp lên, sụp lên, sụp về liên tục luôn. Rồi, lúc này đây thì chúng ta muốn biết được là xác định được nó nó bị nó đã bị chạm rồi các bạn. Rồi, để để dò được cái ban chạm cho nó thì chúng ta sẽ chỉnh cái thang điện áp về không sau đó chúng ta sẽ chỉnh lên từ từ thôi các bạn thấy ha điện áp nó sẽ dao động ở cái mức là khoảng chừng 1V và bắt đầu kim dòng nó bắt đầu nó lên có nghĩa là nó đang bị chạm áp ở cái áp một phone là bắt đầu nó bị chạm rồi đó lúc này các bạn sẽ rờ xem nó nóng cái con ic nào để chúng ta biết được Để chúng ta suy bệnh tiếp rồi các bạn thấy không nóng, ngay cái vùng đó con ic đó rồi thì bây giờ mình sẽ mở cái hàng giấy đúp lên các bạn cũng đã biết được cái phần mềm giấy này rồi đúng không đây là clip dành cho iphone 7 rồi iphone 7 là một cái iphone nó tương đối là cao cấp ở thời điểm mình làm cái clip này các bạn ha rồi thì lúc đầu chúng ta sẽ sờ chúng ta thấy nóng con này đúng không nóng con này đúng không rồi, thì bây giờ mình sẽ nhấn vào cái chân pin. Đấy giá đất mình nhấn vào ở chân v cái chân VBAT của chân pin. Thấy không? VBAT của chân pin. Nó sẽ đi qua ở con IC này, con IC sạc xong nó đi qua con IC này, đúng không? Rồi thì mình sẽ sẽ thấy nó rất là nóng với con này. Thì theo như tất cả những gì kinh nghiệm chúng ta làm từ cái thời mà iPhone 5, 5S, 6, 6 cộng, rồi đến 6S, 6S cộng đúng không? thì các bạn thấy cũng thấy là con này con cầu chì đúng không từ đây đây là đường với bát bạc một ha thường thì đường này nó sẽ không có chạm mà nó chạm nó sẽ chạm với đường với bát bạc hai giống như con cầu chì các bạn thấy không rồi khi mà chúng ta vừa cắm cục pin vào một cái thì chân này nó sẽ kết nối thông với chân này và nó sẽ cấp áp cho rất rất là nhiều ic rồi thì nên những tất cả những cái con ic hoặc là những cái tụ này nó mà chạm thì nó sẽ gây ra là cái con này rất là nóng nên các bạn thấy con này nóng đúng không bây giờ chúng ta sẽ tháo cái con này ra và chúng ta chùm lại đúng không chùm chân này qua chân này chân này qua chân này hoặc là chân này qua này chùm sao miễn sao mà cái với bậc một nó nói với bát bậc hai là ok các bạn ha rồi rồi bây giờ mình sẽ vẽ ra giấy một chút cho các bạn dễ hiểu hơn nè thì cái con ic này các bạn thấy nó bao gồm tất cả là có chín cái chân đúng chưa rồi từ chân a 1 đến a 3 B1, B3. Ở giữa là B2 các bạn ha. C1, C3. Rồi các bạn thấy nè, từ cái chân pin đúng không? Nó sẽ nói với lại chân C1, C2, C3. Gắn cái cục pin vào á là nó sẽ nói với đường này đầu tiên các bạn ha. Rồi. Sau đó vào cái bậc 2 bắt đầu nó mới nói A2, A3, B3, B2, B1 nó nói lại với nhau và nó đưa nó bắt đầu nó cấp cho những con IC và những cái con tụ ở bên cái bậc 2 đúng không khi mà các bạn vừa mới đưa gắn cái cục pin vào đó, thì cái chân điều khiển là nó sẽ kêu là nói lại là cái hai cái ô chì này nói lại với nhau Đó chân a 1 là chân điều khiển các bạn thấy không tính ra con ic này nó có ba chân với mấy những cái chân kia là nó đã thông với nhau rồi phải không mà vừa gắn cục pin vào đó, là cái cầu chì này bắt đầu nó sẽ nói lại với nhau thôi rồi nên khi mà chúng ta gắn gắn cái dây cấp nguồn vào mà chúng ta thấy nó nóng cái con này đó, có nghĩa là nó do cái con này nè Đúng không nó là cầu chì mà nó dẫn nó dẫn điện đi nó cấp cho những cái con những cái con ic và những cái con tụ khác và những cái ic và những cái con tụ ở đằng sau đó, nó chạm thì thường là chạm là cái cầu chì nó nóng như ở nhà chúng ta mà chạm là cầu chì nó nóng nó đứt đúng không chứ đâu với cái cầu chì nó đâu có chạm nó còn thấy không nên các bạn thấy nó nóng cái con này các bạn nghĩ là nó là cái con này chạm mà thật ra không phải đúng không thì mà các bạn muốn biết dò chạm như thế nào các bạn sẽ thay cái cái cầu chì khác với công suất cao hơn thì ở cái điện thoại này chúng ta sẽ tháo cái con này ra và chúng ta sẽ lấy cái cục chì đó, chúng ta lem cái bạc một với bạc hai lại mà không các bạn có thể nói hai đường lại với nhau nói ba đường với nhau hoặc là các bạn nói quy một cục chì cũng được mỹ sao là cái v bát của cái cục pin đó, nó sẽ nói là cái v mà bạc hai là được các bạn thấy không nó một đường cũng được hai đường cũng được mà ba đường cũng được mà quy một cục chì nói sáu đường lại cũng được rồi sau đó thì chúng ta mới tiến hành là để chúng ta bắt đầu chúng ta dò chạm chung lại Rồi thì các bạn muốn châm cái con này lại thì các bạn phải tháo nó ra đúng không? Đây mình sẽ quay thêm cái video clip demo tháo ra cho các bạn xem cho dễ hiểu ha. Thực ra con này tháo dễ lắm. Các bạn cho một ít nhựa thông vào và các bạn để cái máy khò ở cái nhiệt độ là 360 cái mức gió là khoảng một rưỡi thôi, một một rưỡi. Các bạn khò nhẹ chút xíu bạn gấp cái là ra thôi. Đúng không rất là nhẹ nhàng rồi sau khi gấp nó ra thì tranh thủ cái men nó còn nóng á và cái chì nó nó cũng còn tương đối nó mềm á các bạn chỉ việc lấy một cái miếng chì bột nhỏ các bạn si lên cái mũi hàng và các bạn chấm vô một cái là xong ha chấm cho nó ăn hai đường lại với nhau là được đó các bạn thấy không rồi sau đó thì chúng ta sẽ đợi cho cái men nó nguội phải để thấy cái men thiệt là nguội nha các bạn rồi sau khi mà chúng ta chum cái những cái chân này lại đúng không chum cái cầu chì này lại thì chúng ta sẽ tiếp, tục, tiếp tục chúng ta dò nóng thì sau khi mà chúng ta chỉnh cái điện áp về không và chúng ta dặn lên từ từ các bạn thấy cái kim ampe nó lên và nó bắt đầu nóng và cảm nhận được nó sẽ nóng cái vùng này mình cảm nhận được là nó rất rất là nóng cái vùng này các bạn ha rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng nhựa thông khói nhựa thông thì các bạn sẽ thấy rõ ràng nó sẽ nóng cái cái con này các bạn thấy nó thay đổi nè và cái con này thường này là cái cuộn dây các bạn thấy chưa? NL NL là cuộn dây thì các bạn thấy nè cái cuộn dây nó sẽ nhận viber xong rồi bắt đầu nó mới cấp áp cho con màn hình thì không lẽ là cuộn dây chạm đúng không? cho dù cuộn dây nó chạm nó cũng đâu có nóng đâu ha. thì cái này là do nó cấp áp cho con màn hình có thể là con màn hình nó chạm thì nó sẽ nóng thì mình và chúng ta tiếp tục chúng ta cấp nguồn vào chỉnh cái dây chỉnh cái cái máy cấp nguồn về 0V sau đó chúng ta dặn lên từ từ chỉnh về không đi rồi dặn lên từ từ dặn sao mà cho cái kim ampe nó lên gần kịch kim luôn là chúng bắt đầu chúng ta dò nóng thì nếu mà ở những cái con mà nó chạm nặng, nặng, quá mà nó không có thấy nóng thì chúng ta phải làm hên xui thôi ha không có cái cách nào mà để giải quyết triệt để là cái lỗi này còn ở những cái những cái ban mà nó lên khoảng chừng một vol trở lên á bắt đầu nó chạm nó, nó cái kim ampe nó lên đó, các bạn bắt đầu các bạn sẽ rời thấy nóng rồi các bạn sẽ thấy nóng nóng cái dùng nào đúng không thì mình sẽ lấy tay hoặc là mình sẽ dùng cái môi mình đó để mình ướp thử xem nó nóng cái vùng nào rồi ở trường hợp này các bạn thấy không mình sẽ thấy nó nóng rất là nóng ở cái vùng đó thì để muốn xác định được cái vùng này là nó nóng nhất cái con IC nào một là chúng ta dùng cái môi hai là chúng ta sẽ sử dụng một cái thủ thuật nhỏ nữa đó là khói nhựa thông thì các bạn sẽ lấy cái cái mũi hàng chấm vô nhựa thông cho nó bóc khói và các bạn lấy nhẹ 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 lên đừng có để cái mũi hàng nó chạm vô men hay để cái khói nó chạm vô men thôi các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái lớp khói trắng nó bám lên con IC đó thì cái, cái thủ thuật này là của mấy um, kỹ thuật viên bên Trung Quốc họ làm ha thì chúng ta học hỏi thôi thấy cái gì hay thì học đâu mà thấy không phải trắng bóc hết rồi sau đó các bạn chỉ việc cắm dây cấp nguồn vào và các bạn chỉnh cho kia nó lên các bạn sẽ thấy cái con nào mà nó đổi màu á. từ cái trắng á, nó bắt đầu cái khói á, nó đổi màu phải không nó các bạn thấy chỉ có một con nó đổi màu rất là nhiều nó đổi thành cái màu đen luôn á không nó là từ cái khối nó sẽ biến thành cái nhựa không ướt nhựa không lỏng thôi do nó, nó nóng mà con đó rồi thì ở cái ban này mình xác định được cái con này nó chạm ha, nhưng mà sau khi mà xem cái giấy giúp thì mình thấy ờ à, con này là cái cuộn dây chứ không phải là con thụ nên là chưa chắc nó sẽ chạm đâu. Phải không? Cuộn dây thì sao chạm? Cuộn dây mà bị chạm nếu mà nó là cuộn dây dẫn điện nó chạm thì càng tốt trừ khi nó là cuộn dây khuếch đại thì nó chạm nhưng mà cho dù nó chạm nó cũng không nóng. Thì nó là cuộn dây nó dẫn bypass nó cấp cho một con IC nào đó thì có thể là cái con IC đó nó chạm nó làm cuộn dây nóng các bạn ha. Thì mình suy luận như vậy thôi thì ở ở đây là cái con y, cái cuộn dây này nó cấp cho cái con IC màn hình đúng không ví dụ đi tụ ít chạm thì cuộn dây nó cũng nóng thôi đúng chưa là bình thường các bạn tháo cuộn dây ra thì nó cũng nó hết chạm đấy nhưng mà nó sẽ mất chức năng không lên màn hình chẳng hạn đúng không rồi thì như vậy thì mình suy luận là có thể là cái cuộn dây này nó nóng là do cái con IC cấp áp màn hình nó bị chạm thì mình sẽ cách ly con IC cấp áp chứ mình sẽ quyết định mình không cách ly cuộn dây các bạn ha thì sau khi cách ly cái con IC cấp áp màn hình ra thì cuộn dây nó hết nóng rồi nhưng mà nó lại nóng qua chỗ khác các bạn à chứ không phải chứ không thơm chút nào hết các bạn thấy không tiếp tục nó nóng qua chỗ khác Rồi các bạn thấy ha, sau khi chúng ta cách ly cái con màn hình này ra thì mình tiếp tục mình cấp nguồn vô mình thấy nó vẫn còn chạm lúc này nó sẽ không nó không còn nóng con này nữa mà nó chỉ qua nó nóng cái con này thì cái con này ở một cái lần đầu tiên mình làm cái iPhone 7 mình đâu biết được con này là con nào đó các bạn thấy chưa đây mình sẽ phóng to nó lên rồi nó chỉ ghi là con này là con m 2008 mình không biết được con này là con gì và chức năng nó, nó, chức năng nó làm gì cả thì mình bắt đầu mình soi vào từng chân của nó các bạn đây các bạn thấy ha chân này nó nhận rất là nhiều với bát vô đúng không và những chân còn lại hầu hết là rất là nhiều là mát bạn thấy chưa rồi tiếp tục mình nhấn vào những chân khác cái chân với bát rồi mình thấy chân này nó cấp vào con y xe đèn một ok chân này nó cấp vào con sạc rồi ok chân này nó cấp vào tiếp tục chân mặt hai của y xe đèn chân này nó cấp cho con này giống như khối đại âm thanh thứ hai chân này nó cấp cho con khối đại âm thanh các bạn thấy không Rồi, như vậy thì mình mới suy nghĩ ra, mình nhớ là à, ngày xưa mình sửa con y sẽ đèn iPhone 6S, mình nhớ là cái con diod này nó có qua một cuộn dây rất là to, con diod này qua cuộn dây rất là to, các bạn thấy không, đúng không? Hoặc là những cái con chuông này nó cũng thường nó cũng sẽ đi qua một cuộn dây rất là to mà bây giờ không nhìn thấy cuộn dây nào hết. Các bạn thấy không trên cái mặt không có nhìn thấy đi qua con dây nào hết mà nó đi thẳng vào đây luôn vậy thì mình sẽ tạm suy luận ra cái này thật ra nó là một cái của nó là một cái cuộn dây không nó là tổ những cái cuộn dây nó tích hợp vô thành một cái con giống như con chip vậy nhưng mà thực ra bên trong nó là những cái cuộn dây giúp cho khuếch đại điện áp các bạn thấy không rồi thì không lẽ là cuộn dây mà thường các bạn thấy không cuộn dây nó đâu có chạm đâu đúng không nó thường dây đâu có chạm đâu nên mình thấy là cái những, những cái cuộn dây này nè nó cấp nó dẫn nó dẫn cái đường về bát này đúng không? nó sẽ cấp áp lại cho những cái con này con này con này không lẽ là một trong những con này nó chạm thì mình quyết định là mình sẽ cách ly con này cách ly con này cách ly con này cách ly con này ra sau khi mình cách ly hết rồi thì mình thấy nó vẫn chạm nóng con này không lẽ cuộn dây này nó chạm ta thì mình quyết định mình cách ly thử cuộn dây này nữa thì rõ ràng là cách ly cuộn dây này ra là nó hết chạm rồi như vậy thì ở cái con đầu tiên các bạn thấy không? sau khi mà làm và cách ly thử những cái con có liên quan thì mình mới xác định là à, sau này nếu mà cấp nguồn vô mà thấy nó nóng với cuộn dây này thì mình sẽ cách ly cuộn dây này đầu tiên chứ mình không có còn cách ly những cái con này nữa các bạn thấy không thì đó chính là những cái kinh nghiệm làm việc mà đó là những cái cách mà các bạn xác định một cái ban là dựa trên những cái kinh nghiệm có nghĩa là phải có thực tế các bạn biết ha thì mình nếu mà bây giờ mình không chia sẻ với bạn cái video clip này thì sau này có thể mình sẽ quên đi thì mình quên luôn á sau này tại vì gặp rất là nhiều ban khác mình sẽ quên đi cái ban này đúng không thì sau này vô tình mình sẽ gặp lại cái ban này mình sẽ biết được đúng không mình sẽ nhớ lại và mình cũng chính là ở thời điểm mình làm cái clip này cũng là giúp cho mình ở là ở cái thời điểm mới tương lai luôn các bạn không? Nên nó chia sẻ rất là tuyệt vời. Rồi, các bạn thấy ha thì sau khi mà làm cái ban này thì mình mới chật mình nhớ ra các bạn nhớ không? Mình chợt nhớ ra. Rồi, có nghĩa là mình sẽ nhớ ra được là ở cái iPhone 6S và iPhone 6S Plus á trên những cái đường đèn nó có hai cuộn dây rất là to rồi cái iPhone rồi ở cái những cái mạch chuông của nó cũng có những cuộn dây rất là to thì vô tình mình nhấn vô những cái chân của cái cái M29 này nè mình đã thấy ha nó nhận với bát một phần và còn những cái chân còn lại vào nó nó cấp vô cho những con IC đèn IC chuông IC 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 sạc các bạn thấy không rất rất là giống rất rất là giống giống như là những cái cuộn dây mà rời đạt bên kia thì mình suy luận ra là à có thể Apple họ tích hợp những cuộn dây vào thành một và họ đóng gói nó giống 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 như con IC rồi như vậy thì sao cái ba này mình biết được là con này nó sẽ nó là chính là những cái cuộn dây mà được Apple nó tích hợp ha. Rồi như vậy thì ở cái máy này cũng đã qua người, người kỹ thuật khác họ cũng đã có sửa chữa rồi nên mình không thể nào mình biết được. Có thể là do họ gắn đại con IC đèn chết vô hay sao, gắn đại con IC chuông khác vô hay sao, gắn đại con IC nào đó vô nên nó làm cho cái con IC đó nó chạm nó làm cho nóng nóng một một cái cuộn dây nhỏ trong cái trong cái cuộn dây to này nên nó nóng sao đúng không thì mình bắt buộc mình phải tháo bỏ từng con từng con từng con một sau khi mà tháo bỏ không hết thì mình mới bắt đầu nó vẫn còn nóng mình bắt đầu mình tháo bỏ cuộn dây này luôn thì tại vì cái cuộn dây này nó có bản thân trong trong cái cuộn dây tổng hợp này nó có những cái chân nó nó mát đó nên nó nóng các bạn ha rồi thì sau khi tháo bỏ hết ra tháo bỏ cuộn dây ra luôn thì cái máy nó đã hết chạm rồi thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ đóng lại con dây sạc các bạn thấy không chỉ đóng là con sẽ sạc thôi để mình bật nguồn lên để xem xem cái dòng nó có lên nguồn hay chưa nếu mà cái dòng nó lên nguồn rồi thì mình tiếp tục mình sẽ đóng luôn những cái con khác và mình tiếp tục mình đi tìm cái cái cuộn dây ở một cái máy xác để mình đóng vào để xem xem nó lên được cái gì các bạn ha rồi như vậy thì mình sẽ tạm dừng cái video clip này ở đây cảm ơn các bạn theo dõi cái video này qua cái video này các bạn thấy không ngày thứ số điện thoại nó tương nói chung nó tương đối cũng rất là khó chứ không phải là dễ ăn đâu các bạn đôi khi các bạn thấy nhiều khi mình thấy mình làm à bẻ có con tụ là xong không phải vậy đâu chỉ là mình muốn các bạn xem cho nhanh nên mình làm vậy thôi thật ra để em xác định được một cái con tụ nó chạm hoặc là xác định được một cái lỗi đó. nó, nó cũng nhiều 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 cái công đoạn lắm ha cũng nhiều xảy ra nhiều sương máu lắm rồi như vậy mình sẽ tạm dừng cái clip này các bạn các bạn thấy không nhích cái dòng cái dòng nó đã lên rồi đó rồi các bạn thấy chưa sau đó sẽ đóng một vài con ic vào và gắn vào test coi coi nó còn lỗi gì nữa hay không thì ở cái ban này chỉ là cái ban dò chạm thôi các bạn đã biết được dò chạm rồi ha còn cái máy nó lên và nó bị thêm cái lỗi gì nữa thì cái đó tính sao